Xin chào các bạn, hôm nay Ngọc Tĩnh Tâm quay trở lại với những câu chuyện. Cuộc đời của mỗi chúng ta là một chuỗi những hành trình, những chuyến đi, những cuộc gặp, những câu chuyện. Mỗi câu chuyện, mỗi con người sẽ đều lưu lại cho chúng ta những dấu ấn, những kỷ niệm và những bài học nào đó. Sau đây, Ngọc xin phép được chia sẻ với các bạn một số câu chuyện mà Ngọc thấy vô cùng tâm đắc. Nếu như thấy thích, các bạn hãy ấn like và share và tiếp tục ủng hộ, đăng ký kênh Chân Thiện Mỹ Bách Niên nhé. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Câu chuyện xây nhà. Một người thợ mộc đã đến tuổi nghỉ hưu. Ông nói với người chủ của mình về việc xin phép rời khỏi công ty để về sống hưởng tuổi già với vợ và các con của mình. Dù cuộc sống sẽ trở nên khó khăn, nhưng ông tin họ sẽ vượt qua. Người chủ rất tiếc khi thấy nhân viên kỳ cựu của mình xin nghỉ việc. Ông muốn người thợ mộc làm nốt một ngôi nhà cuối cùng. Người thợ mộc đồng ý, nhưng ông đã không hoàn toàn cố gắng hết sức xây ngôi nhà ấy. Ông đã xây dựng một cách cầu thả, dùng những chất liệu rẻ tiền. Thật không nên khi kết thúc sự nghiệp tận tụy của mình như vậy. Khi người thợ mộc hoàn thành ngôi nhà, người chủ đã đến xem. Ông đưa cho thợ mộc một chiếc chìa khóa và nói: "Đây là ngôi nhà của anh, món quà trước khi chia tay từ tôi." Người thợ mộc quá đỗi bất ngờ. Thật đáng hổ thẹn làm sao. Nếu biết ngôi nhà đó là của mình, hẳn ông sẽ đặt hết tâm huyết vào đó. Câu chuyện này cũng giống mỗi người chúng ta. Chúng ta xây dựng ngôi nhà, cuộc sống mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ thực sự cố gắng hết mình. Và rồi nhận ra, chính mình đang phải sống trong ngôi nhà mà mình xây nên. Nếu cố gắng thực sự, hẳn mọi thứ sẽ khác. Nhưng không ai có thể quay về quá khứ. Có một câu nói rất hay: cuộc sống là một dự án, công việc phải tự mình làm lấy. Thái độ lựa chọn ngày hôm nay sẽ quyết định ngôi nhà bạn sống ngày mai. Vì vậy, hãy xây dựng một cách khôn ngoan. Câu chuyện đi tìm hạnh phúc. Một nhóm 50 người tập trung trong một căn phòng. Một người từ bên ngoài bước vào và nói sẽ thực hiện hoạt động tập thể. Anh phát cho mỗi người một quả bóng bay và yêu cầu mọi người viết tên mình lên đó. Sau đó, họ mang những quả bóng sang một căn phòng khác. Những người tham gia được thử thách phải đi vào căn phòng và tìm quả bóng ghi tên họ trong 5 phút. Mọi người cuống cuồng tìm quả bóng ghi tên mình. Họ va vào nhau, xô đẩy nhau, tất cả tạo nên một tình cảnh hết sức hỗn loạn. Hết 5 phút, không ai tìm được quả bóng của mình. Lần này, họ được yêu cầu mỗi người lấy một quả bóng bất kỳ và từng người hỏi tên chủ nhân của tên ghi trên trái bóng rồi đưa trả. Chỉ trong 1 phút, mọi người tìm được bóng ghi tên mình. Người đưa ra thử thách lên tiếng: "Đây là điều luôn xảy ra trong cuộc sống. Ai cũng muốn tìm hạnh phúc của mình mà không định vị được chúng. Hạnh phúc của mỗi người nằm trong hạnh phúc của người khác. Trao hạnh phúc cho họ, bạn sẽ có hạnh phúc của mình." Câu chuyện ai mới là kẻ ngu. Một ông thầy giáo mới dạy nhận ra rằng trong lớp có một cậu bé luôn luôn bị chửi là ngu. Trong giờ ra chơi, ông hỏi nhóm bạn lý do. "Thì nó là một thằng ngu thật mà thầy. Nếu mà đưa cho nó đồng xu to 5 rúp và đồng xu nhỏ 10 rúp thì nó sẽ chọn đồng 5 rúp, vì nó nghĩ đồng 5 rúp có kích thước to hơn thì là tốt hơn. Đây, thầy nhìn nhé." Một bạn trong nhóm giơ 2 đồng xu và cho cậu kia chọn, và cậu vẫn chọn đồng 5 rúp như trước. Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại chọn 5 rúp mà không chọn 10 rúp?" "Thầy nhìn này, đồng 5 rúp to hơn mà." Tan trường, thầy đến chỗ cậu bé hỏi lại: "Chẳng nhẽ em không thể hiểu được đồng 5 rúp chỉ to hơn về mặt kích thước, nhưng đồng 10 rúp thì em có thể mua được nhiều thứ hơn?" "Nếu em lấy 10 rúp thì lần sau bọn nó sẽ không cho em nữa." Kết luận: ngu mà tỏ ra nguy hiểm thì không có gì phải sợ. Đáng sợ
là nguy hiểm mà tỏ ra ngu. Kẻ đối diện bạn không ngu đâu. Câu chuyện bốn mùa. Một người đàn ông có bốn người con trai. Ông muốn những đứa con học cách không được đánh giá thứ gì quá mau chóng, phiến diện. Vì vậy, ông gọi bốn người con đến và giao nhiệm vụ. Mỗi người lần lượt vào từng mùa phải đi và tìm một cây lê ở cách đó rất xa. Người con cả đi vào mùa đông, anh con thứ vào mùa xuân, cậu thứ ba đi vào mùa hạ và người con út chọn mùa thu. Khi họ đều đã đi và trở về, người cha tập hợp và hỏi những gì bốn người thấy. Người con cả nói cái cây xấu xí, gãy rụng và bị gió quật ngã. Người con thứ phản đối, anh nói cái cây phù xanh đầy chồi non. Người con thứ ba cho rằng cây nở phủ kín hoa và lan tỏa mùi hương thơm rất tuyệt vời, một trong những thứ đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy. Người con thứ phủ định những ý kiến trên. Anh bảo cây lê mọc nhiều chùm quả chĩu nặng, đầy sức sống. Người cha bèn giải thích tất cả các ý kiến đều đúng, vì mỗi người thấy cái cây một mùa trong năm. Ông nói không thể đánh giá một cái cây hay một người qua một mùa, một cái nhìn, bởi đó chỉ là một khía cạnh của họ. Chỉ có thể đánh giá điều đó khi có cái nhìn tổng quát và hoàn chỉnh. Nếu chỉ quan sát cái cây vào mùa đông, bạn sẽ bỏ lỡ chồi non của mùa xuân, vẻ đẹp mùa hè và sự chịu nặng quả của mùa thu. Đừng đánh giá ai đó qua một cái nhìn. Đừng vì sự đánh giá phiến diện ấy mà bỏ qua những vẻ đẹp khác. Cuộc sống có nhiều biến động, thăng trầm, sẽ có nhiều biến cố khó khăn xảy đến. Nhưng trong thâm tâm bạn luôn luôn phải biết, không có trở ngại, vấp ngã ấy sẽ không tôi luyện được con người mạnh mẽ vững vàng. Hãy tin vào bản thân, tự nói với chính mình những điều khen ngợi. Hãy làm chủ cuộc đời và sống không hối tiếc. Trước lúc mất ở tuổi 88, vua hề Charlie Chaplin phát biểu 4 điều như sau. 1. Không có gì vĩnh cửu trong thế giới này, kể cả những phiền muộn của chúng ta. 2. Tôi thích đi dạo dưới trời mưa vì không ai có thể nhìn thấy nước mắt của tôi. 3. Ngày mất mát lớn nhất trong cuộc đời là ngày chúng ta không cười. 4. 6 bác sĩ giỏi nhất trên thế giới là mặt trời, sự nghỉ ngơi, luyện tập, ăn kiêng, lòng tự trọng và bạn bè. Hãy thực hiện 4 điều đó trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời mình và hãy tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh. Nếu bạn nhìn thấy mặt trăng, bạn sẽ nhìn thấy vẻ đẹp của Thượng Đế. Nếu bạn nhìn thấy mặt trời, bạn nhìn thấy sức mạnh của Thượng Đế. Nếu bạn nhìn thấy tấm gương, bạn sẽ nhìn thấy tác phẩm đẹp nhất của Thượng Đế. Hãy tin điều đó. Tất cả chúng ta là du khách. Thượng Đế là hãng du lịch của chúng ta, người quyết định lộ trình, đặt chỗ, định hướng. Hãy tin Thượng Đế và tận hưởng cuộc sống. Cuộc đời là một chuyến du hành. Vì vậy, hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay. Ngày mai có thể sẽ không đến. Mỗi câu chuyện, mỗi con người và mỗi chuyến đi, nó sẽ chỉ xuất hiện một vài lần trong cuộc đời của mình thôi. Tuy nhiên, tất cả những mảnh ghép đó tạo nên cuộc sống của chúng ta, tạo nên chính cuộc đời của chính mình. Nếu như thấy thích, các bạn hãy ấn like và share và tiếp tục ủng hộ, đăng ký kênh Chân Thiện Mỹ Bách Niên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.